37 cộng 1. Rồi, con hít cả cổ ra được. Rồi, cũng chết với cô mà. Hôm nay là chiều thứ bảy được nghỉ học cho nên là bố đưa hai chị em đi tiêm vaccine nhỉ. Tân An vào gọi em Quỳnh dậy đi. Em Quỳnh ơi. Em Quỳnh ơi dậy đi tiêm vaccine này. Để đến giờ đi tiêm rồi. Dậy đi con. Bố đặt lịch rồi. À thế đi chơi, thế dậy dậy đi chơi, dậy đi chơi nha. Chị ơi đi ra chuẩn bị đồ đi. Lấy sổ tiêm nhá, lấy sổ tiêm của cả chị cả em nhá. Sổ tiêm của em Quỳnh này, sổ tiêm của chị đâu? Em Quỳnh cầm cho cả chị luôn nhá. Đây của chị đây. Đây của chị đây, ui em Quỳnh giỏi thế nhỉ. Em Quỳnh giỏi. Đi dậy rửa. Vâng. Rửa mặt rồi. Sao cái này không to cái tông được. Thì em Quỳnh cho vào túi nhá. Sao cái này không to cái này nhỉ? À thế à. Bố không rõ cái đó, tí nữa mình hỏi bác sĩ nhá. Thế em Quỳnh dậy đi. Em Quỳnh đi rửa mặt đi. Xong rồi bỏ đồ vào túi xong là chuẩn bị mình đi tàu hỏa nhỉ. Thế em Quỳnh có đi tiêm vaccine không? Không, Quỳnh đưa chỉ đi thôi nha. Đây rồi, em Quỳnh đây rồi. Đi nào. À, em Quỳnh có ăn sữa nào không? Hay là đi mình đi luôn? Hay là mình đi luôn? Em Quỳnh không đói hả? Thế em Quỳnh đi giày vào, đeo khẩu trang vào. Xong là mình đi chơi nha. Đấy. Mình phải bảo là đi chơi chứ bảo đi tiêm là em Quỳnh không thích đâu. Em Quỳnh bị tâm lý đấy nhỉ. Cả hai chị em đi luôn. Hả? Rồi, đi nhỉ, chị đi trước đây kìa. Cầm sổ chưa? Cầm sổ, cầm đồ, cầm túi này. Rồi, hai chị em đi nào. Đi. Ờ, bố đi với em. Bây giờ là mình sẽ đi đăng ký tiêm nhỉ. Đấy, hồi đẹp chưa này. Đến bệnh viện rồi. Em Quỳnh vừa đi đăng ký tiêm rồi. Em Quỳnh nhỉ. Em Quỳnh có tiêm không? Em Quỳnh có tiêm không? Có nhỉ. Em Quỳnh dũng cảm lắm đấy nhỉ. Em Quỳnh dũng cảm lắm đấy. Chị nữa này. Em Quỳnh đi vào cân đo. À mời Quỳnh An lên trước. Rồi em Quỳnh dọn cho kìa. Em Quỳnh gọi dẹp ra. 37 cộng 1. Chị tránh. Wow. Giờ đến lượt chị này. 36 độ 8. Bây giờ mình sẽ đi khám tiếp nha. Trước khi tiêm vaccine là phải khám nhiều thứ lắm nha. 408 này, 409 đây rồi. Đây. Em Quỳnh. Chào bác sĩ. Đây. Bác sĩ Tân An hôm nay là bạn lão Nhật Bản thứ hai. Ngồi. Chưa tiêm á thì khám đâu cũng đau mà. Em làm thế à? Rồi, con hít cả thở ra được. Rồi, ok, không vấn đề gì. Đấy là của em. Cả tử cung nữa sao đúng không? Vâng. Con xem tử cung chưa? Con đi rồi. Ừ, đấy. Ô, váy hồng, dày hồng, đẹp thế. Một căng hồng.
Thế con học mẫu giáo hả? Thế là giỏi quá, nhà trường gì? Trường gì nhỉ? Trường gì nhỉ? Học tao nhé. Được rồi, cũng chết thì cô mà học. Ôi giỏi quá, chiêu quá, trời ơi, quá siêu quá. Rồi, bây giờ đến khu vực chờ tiêm nha. Em Quỳnh có lo lắng không? Hả? Có á? Tiêm nhanh không? Chỉ có lo lắng không? Không. Không có gì mà phải lo lắng nhỉ. Đúng rồi, em Quỳnh giỏi quá nha. Yeah. Em Quỳnh uống sữa xong tự đi vứt rác luôn nha. Yeah. Vứt rác đúng nơi quy định. Em Quỳnh dũng cảm nha. Em Quỳnh đi tiêm không khóc một tí nào, không sợ một tí nào nha. Yeah. Em Quỳnh ngồi, em Quỳnh đi hóng nè. Không đau đúng không? Đấy, em Quỳnh này. Ôi, đến lượt em Quỳnh tự ngồi lên luôn này. Ôi, em Quỳnh giỏi thế nhỉ? Giỏi, chắc thôi. Quá tuyệt vời, quá. Chào bác sĩ con. Đi. Chào bác sĩ. Thế là em Quỳnh và chị đã tiêm xong vaccine rồi nhỉ? Yeah. Đi lại đằng kia cái khu vực chờ sau tiêm, theo dõi sau tiêm. Quỳnh và chị Dân An đã tiêm vaccine xong rồi, theo dõi không có vấn đề gì nha. Bây giờ mình đi về nhé. Hay là đi chơi nữa? Đi chơi hay đi đâu nhỉ? Đi chơi. Đi chơi một tí nhá, đi chơi một tí xong mình về nhá. Bây giờ là bố đưa chị và em Quỳnh đi chơi tàu hỏa. Em Quỳnh rất là thích cái trò chơi này em Quỳnh nhỉ? Vé của em Quỳnh đâu? Vé đâu con? Đây. Đây à? Em cầm vé tí nữa đưa cho chú nhá. Rồi, tàu hỏa đến này. Rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.